Kênh YouTube Cây Giống Bổ Kết xin gửi lời chào chúc sức khỏe an toàn tới quý bà con trên mọi miền tổ quốc. Thì video ngày hôm nay tiếp tục là một cái video quay quả bổ kết cho các bác xem các bác nhé. Và cũng là một cái video vô cùng đặc biệt vì nhà hôm nay nhà em đang đóng quả bổ kết để gửi đi cho các bác ạ. Một bác ở Thanh Hóa đã ủng hộ nhà em hơn 2 tạ quả các bác nhé. Thì đây nhà em sẽ đóng vào những cái bao trong túi lông này, xong sau đó nhà em sẽ buộc lại và bên ngoài thì nhà em sẽ cuốn một lớp chống sốc để gửi đi cho các bác, để hàng đến tay các bác thì không bị gãy các bác nhé. Thì đây hôm nay nhà em cũng rất vui, cũng được các bác ủng hộ về cây giống rất là nhiều. Đây là những cái đơn hàng cây giống mà nhà em sẽ đóng, nhà em gửi đi các bác nhé. Hôm nay thì bác bưu điện bác ấy đã bận việc và không lên được thì nhà em đã trực tiếp trở xuống bưu điện huyện các bác nhé. Thì đây là những cái đơn hàng mà nhà em đóng xong này. Đây như các bác thấy, như ở trong kia đấy, đó chỗ tay em chỉ đó là cái cây giống bồ kết các bác nhé. Còn ngoài này là quả bồ kết khô. Thì đây như các bác thấy, bên ngoài em cuốn một lớp chống sốc như này để gửi hàng đi cho các bác, thì đến tay các bác thì đỡ bị gãy hoặc là hỏng quả các bác nhé. Và nhà em thì thu mua số lượng quả bồ kết và bán ra rất là nhiều. Nếu bác nào có nhu cầu muốn mua hay là muốn bán quả bồ kết thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại em để dưới phải màn hình. Ngoài về quả bồ kết thì nhà em còn làm về cây giống bồ kết ghép nữa các bác nhé. Thì ưu điểm của cái dòng bồ kết ghép này là cho ra quả vào năm thứ hai luôn. Thì tỷ lệ ra quả là 100%, không như cây thực sinh thì bác nào trồng cũng biết rồi, tỷ lệ ra quả chỉ có 30% thôi, còn 70% nó là cây đực. Thì em lên cái video này để muốn giao lưu và chia sẻ với tất cả các bác nào mà có nhu cầu muốn mua quả bồ kết hay muốn bán quả bồ kết, hoặc là muốn mua cây giống bồ kết trên nhà vườn nhà em thì cũng có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để dưới phải màn hình các bác nhé. Cuối cùng em xin cảm ơn các bác xem video và đừng quên ủng hộ em bằng một lượt like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em.